Tiểu sử ông Đỗ Bá Tị, cuộc sống bây giờ ra sao sau khi về hưu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tị. Ông Đỗ Bá Tị sinh năm 1954. Ông là một đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông Đỗ Bá Tị nguyên là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14, phụ trách về quốc phòng an ninh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Ông Đỗ Bá Tị từng là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2010-2016. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông nguyên là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nguyên là Chủ tịch nhóm hữu nghị Việt Trung. Ông Đỗ Bá Tị sinh ngày 1 tháng 12 năm 1954, quê quán tại xã Tân Lộc, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Năm 15 tuổi, ông đã theo gia đình đi vùng kinh tế mới tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ông có người con rể hiện nay là Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tư lệnh Quân khu 1. Ông Đỗ Bá Tị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 31 tháng 3 năm 1974. Tiểu sử quá trình sự nghiệp. Năm 1972, ông Đỗ Bá Tị nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 7 năm 1973, ông là chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 9, thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 246. Từ tháng 8 năm 1973 đến tháng 5 năm 1976 là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng thuộc trung đoàn 28, sư đoàn 10, quân đoàn 3. Từ tháng 6 năm 1976 đến tháng 8 năm 1979, ông là đại đội trưởng, phó tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 1, trợ lý tác chiến, phó tham mưu trưởng trung đoàn 28, sư đoàn 10 thuộc quân đoàn 3, chiến đấu tại Campuchia. Từ tháng 9 năm 1979 đến tháng 8 năm 1982 là học viên của Học viện Lục quân. Từ tháng 9 năm 1982 đến tháng 9 năm 1983, ông giữ chức vụ phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn 752 thuộc sư đoàn 355, quân đoàn 29. Từ tháng 5 năm 1983 đến tháng 8 năm 1987 là phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng, trung đoàn trưởng trung đoàn 192. Từ tháng 9 năm 1987 đến tháng 4 năm 1988 là phó trưởng phòng tác chiến, quân đoàn 29, quân khu 2. Từ năm 1988 đến năm 1999, ông Đỗ Bá Tị lần lượt trải qua các chức vụ là phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng tại quân khu 2. Ông Đỗ Bá Tị trưởng thành từ một chiến sĩ và trải qua nhiều trận chiến. Ông được thăng chức từ một chiến sĩ cho đến một cán bộ tham mưu cấp sư đoàn. Vào tháng 3 năm 1999 cho đến tháng 7 năm 1999, ông Đỗ Bá Tị được cử đi học tại Học viện Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Từ năm 1999 cho đến năm 2000, ông là chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ thuộc Quân khu 2. Từ tháng 2 năm 2000 đến tháng 11 năm 2000, ông là phó tham mưu trưởng Quân khu 2. Từ năm 2000 cho đến năm 2001, ông giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 2. Năm 2001, ông giữ chức vụ Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân khu 2. Lúc này, ông đeo hàm thiếu tướng. Tháng 5 năm 2001 đến tháng 1 năm 2007, ông giữ chức vụ Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Quân khu 2. Kể từ tháng 1 năm 2006, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10. Ngày 7 tháng 2 năm 2007, ông Đỗ Bá Tị đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 2. Lúc này, ông được thăng cấp hàm lên Trung tướng. Từ tháng 2 năm 2007 đến tháng 10 năm 2010,
ông là tư lệnh quân khu 2. Ngày 22 tháng 10 năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 3 năm 2016, ông giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu lại làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ngày 5 tháng 12 năm 2011, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong quân hàm Thượng tướng cùng với 8 tướng lĩnh khác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Ngày 5 tháng 10 năm 2015, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong quân hàm Đại tướng cùng được phong với quân hàm Đại tướng. Với ông, trong ngày này còn có ông Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau này. Ngày 5 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, ông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách về quốc phòng và an ninh. Ngày 27 tháng 4 năm 2016, ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng để nhận nhiệm vụ mới. Tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội Việt Nam khóa 14, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và ông phụ trách về mảng quốc phòng và an ninh. Tháng 7 năm 2021, ông thôi chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Trải qua nhiều năm công tác, ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhất, nhì, ba, Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng nhất, nhì, ba và nhiều danh hiệu quân huy chương khác.